chào ông bà cô chú, con gà Hana, con 4 tuổi, con gà này là quá gà vì à, xin kính chào quý ông bà cô chú, anh chị em và các bạn. Để mẹ nói chuyện con làm không sầm. Đã trở lại với kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì hôm nay cả nhà đón được cái này là cái gì không ạ? Cái này là gì nè? Cái này bánh lăng. Bánh lăng. Cái này là bánh lăng á, cả nhà Châu làm nè. Hana nó rất là thích ăn cái này. Hôm nay Châu Châu ăn, Châu với Hana cùng ăn. Dạ. Vậy Châu sẽ tâm sự với cả nhà một câu chuyện. Mày cần muối à? Chuyện đó là cái sai lầm của Châu. Sai lầm nhỏ hay to ta không biết nữa, để hồi Châu tâm sự thế coi mọi người coi cái sai lầm đó là sai lầm nhỏ hay sai lầm to nha. Con hết nửa cái không? Hết. Con hết nhiêu đây không? Một sẵn vậy Châu cho Hana nửa cái, Châu nửa cái. Rồi, con ăn đi. Con trước khi ăn con nói thì sao, con mời ông bà cô chú cùng ăn với con. Nè, bưng lên. Bưng lên. Con xin mời ông bà cô chú. Con xin mời ông bà cô chú trẻ cùng ăn bánh lăng với hai mẹ con. Ăn với mẹ con. Xin mời cả nhà và xin phép cả nhà hai mẹ con mình ăn bánh lăng. Hana thì con ăn đừng có dọc tay con, tay dơ, dọc tay không được đó. Hồi nãy lau tay chưa, rửa tay chưa? Đừng có dọc tay ăn muỗng nè. Châu sẽ chế vô một miếng cà phê. Tại vì ăn bánh lăng này á, có cà phê vô thì nó đỡ có ngán. Hana con nít mà con đâu ăn cà phê được đâu, mày cho miếng nha. Rồi, ăn đi. Châu làm đó. Vách đường á là kiểu như làm cho con Hana ăn á, hiện nít Châu nghĩ đường nhiều thì ăn nó cũng không tốt á. Châu bỏ đường ít à. Đường ít nó hơi lạc. Nó hơi lạ, ăn cũng hơi ngán. Này mẹ cho con đường nhiều nha. Wow. Ngồi thẳng chân ra con. Làm bánh lăng này á cả nhà, không có khó dễ, nhưng mà khó nhất là cái công đoạn mình làm. Mình nấu nước á, mình hấp nó mà mình canh á. Mình canh mà kiểu như mình quên, mình bỏ thời gian, mình quên sơ sẩy để nó chín quá là nó bị ngổ. Chứ còn cái công đoạn mình phấy trứng gà hay là làm bột á, ý là nấu sữa nó dễ mà cái công đoạn hấp nó khó. Mẹ cũng là tóc mẹ lại mì tô mà khi nay mưa bao bài mì Châu nói để Châu kể cho cả nhà nghe một chuyện. Hồi hôm á cả nhà, thì hổm gài á nhà Châu cũng đang có một chút công việc chuyện nhỏ là bữa hổm á thì bà nội Hana ở trung tâm á thì bà nội Hana bị ho á, người ta không cho đi lại trung tâm, người ta bắt ở nhà, rồi là ở nhà Châu hôm nay, rồi xong cái qua cái tuần đó rồi cái cũng đi kiểm, đi thử test thử không bị thì cũng đi lại bình thường. Xong cái hổm gà đi bình thường cái lại xong tuần ở đây rồi cái xong cái mới cuối tuần cái
cuối tuần trước là về nhà của cô Hana, rồi xong cái nhỏ cháu là nhỏ mà cô Hana này là con của cô Hana, là cháu của bà nội Hana, là kêu bé đó là kêu bà nội Hana bằng bà ngoại, mới bị dính Covid. Cái xong cái bà nội Hana đi lại nhà châu ở nữa, cái lại nhà châu ở kiểu như thì bị Covid thì mình tránh á, không có kiểu như mình đi mình cách ly, mình ở chỗ khác cho nó an toàn á. Nhưng mà cái cô đó, cô của Hana là làm chung với ba của Hana, là cốt đó làm chung với ba Hana nè, là làm chung một chỗ. Thì á, cô đó thì chăm cái đứa con đó, chăm đứa con của mình, thì khi có lây nhiễm thì cũng có sẽ lây nhiễm á, có nguy cơ là lây nhiễm á. Nên á, ba Hana thì cũng buổi tối thì cũng bán chung, nên á, không biết là khi nào nó sẽ lây. Nên á, Châu sợ là không biết lây hay không, làm chung thì cũng sẽ có lây á. Về nhà thì có Hana nó nhỏ, với lại bà nội Hana thì cũng ở đây, mà bà nội Hana thì lớn tuổi rồi á mọi người. Thì cái bệnh đó thì nếu mà những người nào mà lớn tuổi á, bị thì sẽ khó trị hơn là những người còn trẻ á. Bệnh đó thì giờ nói chung là Hana tưng đi, Hana ăn trước đi. Cái người lớn thì khó trị, có nguy cơ mất sẽ cao hơn những người trẻ. Người trẻ thì bệnh thì uống thuốc rồi nó hết à, cũng không có nguy hiểm lắm. Rồi với lại Hana nó nhỏ nữa, mình ví dụ Châu bị không sao, mà bà nội Hana với Hana bị thì nó nguy hiểm á. Hana nó nhỏ không gài đâu, có cho nó đi học ở nhà tháng này đó. Cái Châu mới bắt là ba Hana ở ngoài, kêu ba Hana ra tiệm ở đi, tại vì ở ngoài tiệm cũng có cái chỗ ngủ á. Rồi cái Châu kêu thôi ra ngoài ngủ đi, chứ nó sắn gà miếng nhỏ nè, nó ăn. Châu kêu là ở ngoài ngủ đi. Cái ba Hana thì cũng nghe lời ra ngoài ngủ. Cái bà nội Hana ngủ ở nhà Châu, ba bà cháu ngủ với mẹ với chồng mình với mình với Hana là ở ngủ. Cái mà Châu sơ ý Châu có nói cho mẹ chồng Châu biết, tại Châu thường thường ông xã Châu đi làm phim mới về, thì Châu nghĩ lúc đó mẹ Châu cũng ngủ rồi, với lại Châu sợ nói là cũng như sợ bị bệnh rồi cách ly kêu ở ngoài đừng có về, vậy cái bà nội Hana lo lắng. Rồi Châu cũng sơ ý nữa, Châu cái đó cũng là cái ngu của Châu nữa. Cái Châu không có nói. Cái nửa đêm á, mượn cả nhà 2 giờ phia, mà Châu thì đang nằm trong phòng, Châu ngủ trong phòng với Hana, bà nội Hana thì ngủ trước. Nửa đêm cái bà nội Hana mở cửa vô á, kêu Châu nói là bây giờ bà đi tìm ba Hana, ba Hana gì mà tới giờ chưa về. Cái Châu mới đi ra cho nói mẹ ơi, là cũng như là ba Hana là vậy đó, kêu ngủ ngoài đặng sợ bị khi bị dính Covid rồi về nhà lây vậy đó, không có về nhà ngủ, tối bữa nay là ngủ ở ngoài tiệm không có về. Cái Châu nói cũng hơi vậy đó, bà mới chịu nghe. Bà lo, cũng như bà lo lắng, bên đây thì người lớn tuổi á, thì cũng giống như bên Việt Nam mình, với mẹ lo cho con mà sao bắt tử con bữa không về đó mọi người. Châu nói hồi cái cũng nghe, Châu nói nếu mẹ lo lắng thì mẹ điện mẹ hỏi cũng được, cần chi là mẹ phải đi, mà ban đêm ban hôm mà đi tìm cái gì thì ngủ ở ngoài á, đâu không có gì hết trơn á. Cái mẹ Châu mới biết, mẹ chồng Châu cái cũng như là hiểu ra rồi đó. Cái Châu kêu rồi giờ mẹ ngủ đi. Cái rồi bà hiểu, cái bà nằm xuống, cái Châu đi vô phòng. Thì lúc mẹ Châu với mẹ Châu nói chuyện thì Hana nó cũng tỉnh, nó thức cũng chạy ra. Cái Châu mới vô phòng, Châu dỗ Hana ngủ lại. Ngủ thì cũng tới cỡ 3 giờ á, Hana mới ngủ lại. Cái xong cái Châu cũng mất giấc ngủ rồi, đâu có còn ngủ được nữa. Cái 4 giờ cái Châu nghe mở cửa gạt 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 gột gột.
cái cửa nhà Châu á, thì nó lúc trước nó là cái ổ khóa bằng cái tay vặn, sau này mới có ba mới có sửa lại là gắn vô thêm một cái ổ bấm số nữa, bấm số bí mật á. Cái Châu sợ mẹ Châu đi vậy bắt thử rồi nhầm khi bà đi bà không kêu bà tự đi nữa, cái Châu phá ở mấy dưới nữa, phá ở trên rồi phá dưới nữa, thành ra mẹ Châu mở không được. Châu nghe cái gì mà tét tét tẹt 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 nó tít 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 cái cửa nó kêu á. Cái Châu chạy ra Châu hỏi mẹ đi đâu nữa vậy mẹ, cái bà nói bà đi về nhà nhỏ em lấy quần áo. Trời ơi, Châu mới nói là mẹ ơi bây giờ 4 mới có 4 giờ khuya người ta ngủ hết trơn ngoài đường, bây giờ ngoài đường cũng tối thui nữa, rồi với lại trời mưa nữa, rồi muốn cái gì thì sáng mai không thôi là kêu chồng điện cho ba Hana, kêu ba Hana lấy giùm hoặc là gì, hay là kêu cô Hana đem lại. Không chịu, nhất quyết đòi đi rồi đi. Cái Châu cũng năn nỉ cho nói một hồi, cái quay vô ngủ tiếp. Bây giờ không có ngủ, bà nói giờ bà ngủ không được, con nói mẹ ngủ không được thì mẹ nằm đó, mẹ bắt tivi mẹ coi đi, rồi hồi có buồn ngủ thì ngủ. Cái xong cái cũng nghe im ha, nghe cái xong Châu cũng vô phòng với Hana. Sáng lại 6 giờ mấy cái Châu nghe gì con hả chứ mà ăn hết nữa hả con nữa không hỏi ăn hết rồi nè mà cô chú. Cái sáng cái Châu ga tại vì mẹ Châu thì đi trung tâm á, cái Châu ga Châu nấu đồ ăn sáng đặng ăn sớm đặng đi trung tâm, cái Châu lọ mọ Châu nấu cái nghe bà mở cửa nữa mà đi ra hỏi mẹ đâu mẹ, giờ mẹ đi trung tâm. Trời ơi, cái xong cái Châu sáng rồi Châu mới điện Châu kêu ba Hana về nói bà là trung tâm thì tới 8 giờ người ta lại người ta rước ra, đâu có cần phải đi ra đâu, mà bà cũng đi ra chuẩn bị đồ. Châu nói với nó là mình ăn bánh xong rồi Châu dẫn nó ra ngoài chơi á, thì Châu tâm sự với mọi người vậy á, không biết là cả nhà những chị em khác qua hàng sống lâu thì có trường hợp nào giống như Châu không. Thì nếu mà qua cái câu chuyện của Châu thì mọi người cũng giống như là rút gai cũng như là hiểu biết thêm là một chút kinh nghiệm, ví dụ sau này có trường hợp vậy thì nên nói cho mẹ chồng biết vậy đó. Châu nghĩ chắc có một mình Châu quá có một mình Châu khờ vậy ha, sao chứ Châu nghĩ không ai giống vậy. Thì tại vì Châu nghĩ thì ngủ rồi thì không có thì thức dậy không thấy thì thôi, hay là hỏi gì thì thôi đi thì thôi đi ha, cũng đâu có sao mà mẹ chồng Châu á sao mà cứ đòi đi tìm hoài cũng không biết luôn nữa. Làm nguyên ngày hôm đêm hôm á Châu không có ngủ được gì hết trơn á. Hana thì nó cũng thích tiếng mấy hai tiếng thôi đó, để mẹ nói chuyện nhưng mà cô chú một miếng thôi. Hổm gài á Châu cũng định tâm sự với mọi người cái vụ mà cũng có người hỏi Châu là có khán giả có bà xem mà nói Châu là cái quá trình sao mà Châu gặp ông xã Châu á, thì để Châu nói để có cơ hội Châu kể mà Châu chưa có kể được. Hổm gài Hana ở nhà nè, cái khi mình đang nói chuyện nó la sầm thôi, nó hát sầm làm mình mất tập trung, mình không có biết là mình nhớ mình cởi cái đâu. Cũng có quay một lần hai lần rồi mà nó không có được cái gì hết trơn á. Hana nó ồn quá cái thành ra nó đứt khúc ngắt khúc hết. Châu chưa có đăng Châu chưa có làm được cái video để Châu trả lời cho mọi bà thắc mắc và hỏi cũng như là cái quá trình Châu đến với ông xã Châu vậy đó. Mà để hôm nào mà để mốt Châu gửi Hana đi học rồi á, ở nhà ăn mình cái này ngồi tâm sự nói thì kể nghe nó hay hơn á, nó rõ hơn á. Thì có Hana thì không có kể được. Thì thôi bây giờ á Châu xin kết video ở đây. Thì nói đem ra làm kiểu gì chứ ăn uống gì thì nói chuyện thì phải lo nói chứ không có ngắt khúc được á. Thì Châu xin cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ Châu và những đóng góp của mọi người góp ý cho kênh của Châu cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ gia đình của Châu. Con chào ông bà cô chú với mẹ nè. Xin kính chào ông bà cô chú. Xin kính chào ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Nó chuẩn bị cho nó dẫn nó ra ngoài chơi xíu á. Rồi thì Châu xin dừng video tại đây. Cảm ơn quý ông bà cô chú và các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ Châu. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video lần sau. Bữa nay dẫn Hana, sau khi ăn dẫn ra Hana ra ngoài nè cả nhà. Thì đi thấy cái cây bông hoa gì nó đẹp quá nè. Cây bông này thì nó nở sớm nè, giờ mùa xuân bắt đầu nó nở rồi đó mọi người. Thì hoa này là hoa gì cho không biết luôn nữa. Nè, nó nở rồi nhưng mà chưa nở to. Có ai biết không? Cho Châu biết là hoa này gọi là hoa gì nha mọi người. Rồi đi. Giờ bắt đầu là mùa xuân ấm lên rồi, hoa sẽ nở dần dần lên. Cái này là hoa chưa có nở, mới có búp búp à. Cái này là kêu bằng hoa gì tự dưng quên tên mất tiêu rồi. Hoa này nở đẹp lắm luôn á. Hoa này hoa gì không biết luôn. Đó. Ồ, nó thơm. Thơm không nè? Hoa gì thơm quá cả nhà ơi. Cái điện thoại cho quay vô đây sao nó tối vậy ta? Tối thui à? Không có thấy rõ. Đẹp không? Rồi đi qua bên kia, cây bên kia, cây bông gì bên kia còn đẹp dữ nữa kìa. Cây này cái gì đẹp quá trời luôn nè. Ôi cây này nó thơm. Ôi nó thơm bát ngát. Ôi. Ôi thơm quá à. Thơm đấy con nha. Con đứng lên đó đây mẹ chụp hình cho nè. Đây nè, đây nè, đây đẹp nè. Đây đó hả? Kêu nó đứng chụp hình cho cái chạy lại đằng kia chụp hình. Chừng té nha con. Rồi làm kiểu đi. Làm kiểu chụp hình nha. Ôi trời. Rồi làm kiểu. Éo éo đứng nghiêng qua coi. Rồi manh đi chịch cách xa. Rồi bước xuống đàng hoàng nha. Ôi hợp tác ghê chưa, kêu mẹ chụp hình cho cái chạy lẹ lại chụp đây nữa, rồi lại chụp đây nữa nè. Chỗ này là gần nhà Châu, cho đi bộ ra chừng 2-3 phút là tới. Ôi đẹp quá, ngồi làm kiểu nha. Rồi kiểu khác nữa, đứng thẳng lên. Ôi trời dữ chằng. Mở cái trang ra đi cho nó đẹp. Rồi làm kiểu. Thẳng, đứng thẳng lên, ẹo qua bên, đứng thẳng lên. Chéo chân, chéo chân. Chéo chân. Biết chéo chân không? Rồi đứng thẳng lên đi. Đẹp quá trời quá đất rồi. Trời ơi, mô lớn một chút nữa là biết tạo dáng chụp hình rồi đó. Rồi quá trời luôn rồi đó. Rồi, được rồi. Đẹp quá ông bà cô chú ơi. Đừng té nha con. Đẹp quá. Sau cái đâu? Cái đó cái trái gì chứ không phải bông. Ở ngoài đẹp lắm mọi người, sao mà cái điện thoại cho quay tối quá. No.
Hồi nãy ở trong kia thì xin tạm dừng video rồi. Đi dài dài ra đây thấy cảnh đẹp, bông đẹp quá, quay cho cả nhà cùng xem luôn. Thì thôi tới đây Châu xin tạm dừng video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây là sân vận động nè. À, đi ra. Để mai mốt hoa đào nở thì Châu sẽ quay hoa đào cho mọi người cùng xem nha. Tại vì hoa đào cũng gần sát bên nhà Châu nè. Nè đây là cây hoa đào nè. Nhưng mà nó mới có búp búp mà nó chưa có nở.